Riêng đối với màu đen thì mình có rất là nhiều cách để mình làm cho cái màu đen trở nên nó sang trọng hơn. Nếu ai mà muốn đơn giản sang trọng mà không hề muốn nhấn nhá thêm màu trắng thì đây cũng là một cách. Phối thêm một cái phần tay organza vào nữa thì nó cũng sản phẩm cũng trở nên rất là sang trọng. Và cái chất liệu khi mình sử dụng ấy nó tương đối là dày dặn, phù hợp với thời gian, cái thời tiết là thu đông đấy. Và cái màu của nó thì đen tuyền, rất là ẩn form và rất là sang. Mình chỉ cần phối thêm mỗi hai bên cánh tay bằng chất liệu organza tương đối mềm. Đấy, nó có độ đen tuyền và bắt cái ánh sáng như thế này. Cái đây là vải organza nhá, phối thêm hai bên cánh tay nữa. Thì cái này nó vừa giúp cho mình vừa làm tôn cái vẻ đẹp sang trọng của cái váy lên. Hai nữa là những bạn có bắp tay to ấy, thì cái này chính là cái mà che phần bắp tay to của chị em mình khi mặc lên. Thì hôm sau mình sẽ mặc cụ thể lên và giới thiệu với chị em mình cái dáng này. Hoặc là mình có thể bằng cách khác là cái đây là một cái dáng khung nhá. Còn đây là một cái dáng mà xòe hông. Dáng xòe hông này thì dành cho những bạn mà có cái hai bên hông của mình nó hóp ấy. Nó hóp mà cảm giác là mình mặc cái váy nó cứ thẳng đuỗn. Thì đây chính là một cái cách mà nhấn để làm cho eo của mình cảm giác thắt lại và hông của mình đẩy ra. Cộng thêm là hai cái đường mình khâu đột chỉ trắng làm nổi lên cái đường, cái vòng eo thẩm mỹ của mọi người. Cảm giác như eo của mình rất là thanh thoát và vừa là một cái điểm nhấn trang trí rất là xinh. Khâu đột rất đẹp, rất đều nhé. Bằng chỉ thêu mọi người ạ. Đấy, nó làm cho cái váy nó trở nên tươi mới hơn, trẻ trung hơn. Và đặc biệt là mình cũng phải nhắc lại đó là những bạn nào có cái vòng hông ấy nó không được cong, nó bị hẹp hai bên hông này, thì đây là một trong những cái dáng váy nó giúp cho chị em mình tôn form hông. Có nghĩa là cảm giác người mình, dáng mình sẽ rất là cong này khi mặc cái dáng này. Mình giới thiệu sơ qua một số những cái cách mà mình biến đổi một cái váy đơn giản chỉ là màu đen, có thể bằng nhiều hình thức khác nhau để mình có thể thay đổi cái form váy hoặc cái dáng váy hoặc là cái kiểu cách để chị em mình mặc nó cảm giác tự tin và đa dạng hơn nhá. Đây đơn giản như áo vest đây, màu đen thôi, mình không làm cho nó đơn điệu đúng không ạ? Màu đen này, cúc đồng trắng cộng với lại một cái những cái đường khâu đột chỉ. Áo dây của mình phối với lại đây, ví dụ đây cũng là một cái áo vest màu đen. Nhưng mà nếu như chỉ để nguyên một cái màu đen thôi thì nhìn nó rất là đơn điệu đúng không ạ? Nên là mình sẽ khâu đột này bằng cái này là khâu đột bằng tay nhá. Chỉ trắng bằng chỉ thêu này, sau đó là cái hai cái hàng cúc đồng màu trắng nó rất là phù hợp với lại cái chỉ thêu màu trắng, nó làm nổi bật hẳn cái áo vest màu đen của mình lên. Như thế này thì cái set này thì mình, ví dụ cái áo vest này thì mình có thể mặc nhá. Mình có thể mặc với nguyên một cây trắng, một cái quần trắng, một cái áo dây trắng, áo phông trắng bên trong cũng rất là ok này. Hoặc là mình mặc nguyên một cái cây đen khoác một cái áo blazer màu đen như thế này. Có nghĩa là nguyên một cây đen cũng rất là tuyệt vời.